Chào mừng anh em đã quay trở lại với Sống Channel. Và trên tay mình hiện tại đang là em camera SC2 cũng như là em camera Auxic S81. Thì hai em camera này đều là những dòng camera hành động, hành trình xe máy thuộc phân khúc giá rẻ. Giá của hai em nó thì chỉ khoảng hơn 2 triệu đồng một chút thôi. Và ngày hôm nay hãy cùng mình làm video để test thử cũng như là so sánh về hình dạng cũng như là khả năng quay phim của hai dòng camera này xem nó có gì khác nhau nhá. Ok. Về mặt hình dáng, chúng ta có thể thấy SC2 có phần nhỏ gọn hơn S81 một chút. Camera được thiết kế thon gọn, tinh tế với một nút nguồn ở phía trước và một nút menu ở phía trên. Vỏ của camera SC2 cũng được làm láng mịn cho cảm giác cầm nắm khá là thích tay. Trong khi S81 được thiết kế to hơn với thêm một màn hình selfie 1.44 inch ở phía trước. Màn hình này thì giúp chúng ta dễ dàng quay selfie bản thân, căn chỉnh khuôn mặt dễ dàng hơn. S81 cũng được thiết kế thêm một vòng cover bảo vệ lens và chiếc vòng này cũng dễ dàng tháo lắp. Và đồng thời, nhà sản xuất còn tặng kèm thêm cho chúng ta một bộ 6 vòng lens lọc màu với các chức năng khác nhau như lens macro này, lens màu đỏ tía này, lens ND4, ND6. Nhưng mình thấy các cái lens này thì mình cũng ít khi sử dụng. Pin của hai em camera này có thể dễ dàng dùng chung một loại pin. Và pin theo máy của nó thì có dung lượng là 1300 mAh, cho khả năng quay từ 70 cho đến khoảng 100 phút tùy vào các chế độ quay. Trên camera SC2, thẻ nhớ cũng được lắp giấu ở trong khe cắm gần với chỗ lắp pin. Trong khi ở S81, khe cắm thẻ nhớ thì được thiết kế ở bên hông, rất tiện lợi cho việc tháo lắp thẻ nhớ. Song với thiết kế này thì khe cắm thẻ nhớ sẽ bị hở và bụi bẩn ở bên ngoài môi trường cũng có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong camera. Về mặt cấu hình thì camera SC2 được sử dụng con chip Novatek 96683, còn ở S81 thì là con chip iCat V39. Theo thông số trên máy thì SC2 có khả năng quay tối đa lên đến 4K ở 30fps, còn S81 thì có khả năng quay tối đa lên tận là 5K 30fps. Đồng thời ở cái thông số FPS khung hình trên dây trên S81 cũng cao hơn, khi nó có khả năng quay lên đến 120fps ở chế độ quay 1080, ở 60fps khi quay 4K lẫn 2.7K. Trong khi ở SC2 thì chúng ta có thể quay tối đa ở 60fps khi quay 1080 hoặc 2.7K thôi. Tuy nhiên SC2 cũng có thể tùy chọn các dạng khung hình 16:9 hoặc tỷ lệ 4:3 ở các chế độ quay 2.7K, còn S81 thì không. SC2 và S81 đều có màn hình cảm ứng khá là mượt mà, đồng thời hai em này đều có tiếng Việt. Việc có tiếng Việt lẫn màn hình cảm ứng giúp chúng ta có thể dễ dàng sử dụng, làm quen với các chức năng của camera. Và hiện tại thì mình đang gắn chiếc camera SC2 cũng như là chiếc camera S81 lên trên dây đeo ngực này và chạy xe máy để xem khả năng quay phim, độ sắc nét cũng như là khả năng chống rung của hai chiếc cam này như thế nào nhá. Anh em mình so sánh xem con nào ngon hơn. Hiện tại thì mình đang quay ở chế độ là 2.7K 60fps trên chiếc SC2 và 5K 30fps trên chiếc Auxic S81 nha. Thì đây đều là hai chế độ mà gọi là cao nhất mà có chống rung đấy. Bởi vì ở trên SC2 thì nó chỉ có thể chống rung cao nhất ở 2.7K 60fps thôi. Lên đến 4K 30fps là nó không có khả năng chống rung nha. Còn S81 thì nó đa năng hơn. S81 thì có thể chống rung được hầu hết các chế độ, cả 5K, 4K. Nhưng mà chỉ có ở chế độ là 120fps là nó không có chống rung luôn. Ok, chiều nay thì trời cũng đang chuẩn bị mưa nha. Mình thấy nhìn thấy cơn mưa rồi. Thật ra là ánh sáng của nó nhiều lúc nó sẽ có tia nắng, nhưng mà nhiều lúc thì cơn mưa nó sẽ che ánh nắng đi và nó sẽ hơi âm u một tí. Thì với ánh sáng thay đổi như vậy thì anh em xem khả năng quay phim của hai dòng này là như thế nào. Hai dòng cam trong phân khúc giá khoảng độ gần 2.5 triệu, khoảng 2.5 triệu gì đấy. Thì trước đây mình quay phim thì mình đánh giá cao cái khả năng chống rung của SC2 hơn. Khả năng chống rung của nó thì có vẻ là mượt mà hơn đó anh em ạ. Đồng thời thì khi quay vào SC2 này
thì góc quay của nó sẽ rộng hơn nhá. Khi bật chống rung thì góc quay nó là 170 độ rộng hơn. Còn trên S81 thì khi bật chống rung thì góc quay nó sẽ bị crop lại chút, hẹp đi, còn 150 độ thôi. Tiếp theo đây là cái hầm kim liên. Tuy nhiên vào hầm trong khả năng quay cái chiều sáng ở trong hầm nó như thế nào nhá. Như đang ở phía trước anh em ạ, thì như đây là chúng ta quay ngược sáng đấy, trời không quá nắng, trời hôm nay là râm râm. Và hiện tại thì mình đã lắp chiếc mic có dây của chiếc SC2 lên trên và để thu âm. Thì khi mà thu âm bằng mic của SC2 này thì âm thanh của nó sẽ to hơn, rõ hơn anh em ạ. Chúng ta thích hợp khi mà chúng ta đi làm mô tô vlog này và muốn thu âm thanh tốt hơn thì anh em nên mua thêm một cái mic nhé. Đó, và mình đang quay ở chế độ 2.7K 60fps trên chiếc SC2, đồng thời là cũng chế độ là 2.7K nhưng mà 30fps trên chiếc Auxix S81. Cả hai chiếc đều bật chống rung, xem khả năng quay của nó như thế nào. Đây, ở đây cái ga cát linh là ga tàu điện trên cao đấy, ga mới xây rất là to và hoành tráng, ga cát linh. Mình thì từ khi có cái đường sắt trên cao họ đi hoạt động mình còn chưa đi cái tàu điện này bao giờ cơ, không biết chưa xem cái nào. Không biết anh can gì nữa. Ok, cảm ơn anh nhé. Như vậy, nhìn trên video so sánh, khi mà quay vào ban ngày đủ sáng thì chúng ta thấy màu sắc của S81 có phần tươi tắn hơn, độ tương phản cao hơn. Còn SC2 thì màu sắc nó có vẻ chân thực hơn. Và S81 thì dường như độ sắc nét của nó cũng cao hơn SC2 một chút. Còn về khả năng chống rung thì theo mình thì cả hai dòng camera này khả năng chống rung của nó cũng tương đương nhau thôi, cũng không hơn nhau đáng kể là bao nhiêu cả. Và ở trên SC2 khi mà bật chống rung thì nó sẽ cho góc quay rộng hơn ở trên S81, bởi vì S81 khi bật chống rung thì góc quay nó sẽ bị crop lại một chút và cho góc quay nhỏ hơn.
Và mình sẽ test khả năng quay đêm trên chiếc SC2 cũng như là trên chiếc Outfit S81 này nha. Thì mình vẫn đang đeo ở cổ đấy, đeo lên dây đeo cổ và chạy xe máy quay đêm xem khả năng chống rung vào ban đêm cũng như khả năng quay của hai dòng cam này như thế nào. Hiện tại thì mình đang quay ở chế độ là 2.7K 60fps có bật chống rung và có bật chế độ quay đêm trên chiếc SC2 nha. Còn trên chiếc S81 thì vẫn là chế độ 5K 30fps và bật chống rung. Thì con SC2 có điểm hơn con S81 là nó có chế độ quay đêm nha. Quay đêm nó sáng rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng xem hình ảnh của nó thì xem quay đêm nó có sáng, nó đẹp hơn S81 nhiều không nha. Thì ở trên chiếc S81 nó có chế độ là quay đêm, quay khi ánh sáng yếu. Tuy nhiên cái chế độ quay đêm của nó thì chỉ dùng được khi mà anh em chỉ dùng được khi mà chúng ta tắt chống rung đi thôi. Và một là tắt chống rung, hai là quay ở chế độ là 60fps thì mới vào chế độ quay đêm được. Lát nữa thì mình sẽ test thử ở chế độ quay đêm khi mà bật ở trên chiếc S81 cho mọi người xem nhé. Lần này thì mình đã setup chế độ là 2.7K 60fps trên cả hai chiếc camera này và đều có bật quay đêm nhé. Ở trên chiếc SC2 là có bật quay đêm và bật chống rung. Còn trên chiếc S81 thì là bật cái chế độ là ánh sáng yếu, ánh sáng yếu tự động. Tuy nhiên trên S81 thì khi mà bật chế độ này thì chế độ chống rung của nó sẽ bị tắt. Nên mà sẽ trên chiếc S81 sẽ hơi rung một chút. Đó, thì chúng ta sẽ cùng xem cái khả năng quay đêm của chiếc S81 khi mà tắt chống rung và bật chế độ quay đêm ở 2.7K 60fps như thế nào nhá. Trời Hà Nội mùa này thì cũng khá là mát thôi, sang mùa thu rồi mà. Thì mình cũng đang thu trực tiếp bằng mic ở trên hai chiếc camera này, không biết là âm thanh nghe ổn không. Hiện tại thì mình sẽ quay thử, test thử chiếc camera Outfit S81 và chiếc SC2 khi mà gắn lên gậy, cầm tay quay như này. Xem khả năng quay khi mà quay vlog khi mà gắn gậy quay thì nó sẽ như thế nào. Thì ở trên chiếc S81 thì nó có lợi thế là nó có cái màn hình selfie trước này, giúp chúng ta dễ dàng căn chỉnh khung hình. Đấy, căn chỉnh khung hình dễ dàng hơn. Đây là mình đang quay xuôi nắng này. Mặt trời hướng vào mắt khá là chói. Còn đây là quay ngược nắng này. Đấy, quay ngược nắng thì có vẻ là mặt mình sẽ bị đen bởi vì quay ngược nắng mà. Hiện tại thì mình đang quay ở chế độ 5K 30fps có bật chống rung ở trên chiếc Outfit S81 và 4K 30fps có bật chống rung ở trên chiếc SC2. Xem khả năng quay phim của hai chiếc camera này khi mà đi bộ như thế nào nhá. Đấy, không biết thì hình ảnh của anh em xem và so sánh giữa hai dòng cam này như thế nào. Và âm thanh mình thu trực tiếp thì cũng là trên cả hai chiếc cam này nhá. Cả hai chiếc S81 lẫn SC2 này đều có khả năng thu âm luôn ở trên cam. Hai dòng cam này thì nó đều có khả năng hỗ trợ mic rời, nhưng mà đều là sử dụng được mic rời có dây của hãng thôi, chứ không sử dụng mic không dây nhá. Đó. Thì theo anh em thì hình ảnh khi mà cầm tay đi bộ quay như thế này thì anh em thấy hình ảnh chất lượng của hai dòng camera này như thế nào? Ok.